kênh Hana Nguyễn Cuộc Sống Tại Đảo Ship. Thì ngày hôm nay là ngày thứ hai Hana ở Hà Nội. Thì ngày hôm qua giờ là nghỉ ngơi rồi đi tham quan, rồi gặp một số người quen, bạn bè. Thì bây giờ mới chính thức là đi gặp khách hàng để tư vấn về định cư bất động sản, định cư Đảo Ship. Thì bây giờ là mình sẽ đi đến số 15 Ngô Quyền ở khách sạn Metropole để gặp khách hàng và cùng ăn tối với khách hàng nha. Thì khi mà gặp khách hàng thì Hana sẽ không có quay cái người khách hàng đó và không có quay cái cuộc trò chuyện, bởi vì đó là cái tính bảo mật cho khách hàng. Thì Hana sẽ quay xung quanh về khách sạn Metropole, rồi đường đi như thế nào, rồi sau cái ăn uống xong á thì Hana sẽ đi vòng vòng bằng xe buýt 2 tầng ở ngoài Hà Nội để đi tham quan Hà Nội nha. Thì bây giờ xin mời mọi người cùng nhấn nút like, đăng ký kênh và chia sẻ cho Hana để là những người đầu tiên nhận được những cái video clip mới nhất của Hana nha. Và bây giờ thì xin mời mọi người cùng theo dõi cái hành trình ngày hôm nay của Hana. Mày có không? Em thì có giấy tiêm chủng thôi. Nó có tiêm mình có. Giờ mình tới khách sạn rồi nha mọi người. Có camera.